Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khủng hoảng điện do lỗi thủ tướng Ngày 28 tháng 5, BBC Tiếng Việt bình luận Việt Nam tiếp tục khủng hoảng điện do thủ tướng vội vàng BBC cho hay, theo các chuyên gia, tăng trưởng kinh tế, sai lầm trong quy hoạch và chiến dịch đốt lò là ba trong số các nguyên nhân gây khó khăn cho ngành điện Việt Nam Trong đó có đợt thiếu điện kéo dài vào mùa nắng năm 2023 BBC đặt vấn đề khủng hoảng thiếu điện có lặp lại hay không. BBC dẫn lời ông Phạm Minh Chính nói với các nhà đầu tư nước ngoài, được truyền thông Việt Nam đăng tải vào tháng 3 năm 2024 rằng Chúng tôi cam kết không để thiếu điện, tổng nguồn không thiếu, nhưng do điều hành không tốt nên thiếu. Các bạn yên tâm sẽ đủ điện theo hướng tăng trưởng xanh. Và đây là hình bài trên BBC. Tuy nhiên, theo BBC, hai quan chức nước ngoài tham dự buổi gặp mặt với ông Chính nhận định với một hãng thông tấn quốc tế rằng lời ông chính chỉ mang tính trấn an, chứ không chỉ ra các biện pháp rõ ràng để đạt được cam kết đó. BBC dẫn một bài viết trên nikkei Asian ngày 25 tháng 5 của tác giả Toru chỉ ra rằng việc liên tục trì quản xây dựng, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tức quy hoạch điện 8, có thể là nguyên nhân sâu xa cho sự thiếu hụt điện của Việt Nam. nikkei cho rằng sự chậm trễ này có nguồn gốc từ một cam kết vội vàng mà ông chính đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc vào năm 2021 tại Scotland. Tại hội nghị này, ông chính tuyên bố Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Có vẻ như ông chính đưa ra cam kết như một màn gây chú ý về mặt chính trị mà không tham vấn đầy đủ với EVN hoặc các bộ ngành liên quan, Nicky cho biết. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau cam kết của ông chính, Bộ Công Thương và các cơ quan chính phủ khác đã ráo riết sửa đổi toàn bộ kế hoạch. Nhưng đây là một việc không hề dễ dàng, khiến quy hoạch điện 8 đã phải sửa đi sửa lại nhiều lần, dẫn tới việc xây dựng cơ sở hạ tầng bị đình trệ, trong khi nhu cầu điện năng tiếp tục tăng hơn 10% mỗi năm. Khoảng trống này chính là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng xảy ra tại Việt Nam vào năm ngoái. Bài viết trên Nikki Asian cũng nêu ra ba lý do khả dĩ vì sao ông chính lại đề ra mục tiêu cao như vậy? Thứ nhất, Việt Nam mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài như một điểm đến thân thiện với môi trường. Thứ hai, Việt Nam tận dụng các khoản đầu tư giảm phát thải carbon để thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. Thứ ba, quy hoạch điện 8 chỉ diễn ra vài tháng sau khi ông chính nhậm chức thủ tướng, nhất khi cho rằng ông mong muốn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trên phương diện kinh tế ở cả trong nước lẫn quốc tế. Nikki chỉ ra đó là lỗi ngụy biện tổng thể khi các quyết định cá nhân được đưa ra lại không phù hợp với tổng thể. Và đây là hình đường dây cao áp trong lưới điện quốc gia của Việt Nam. Sai lầm này đã tạo ra khoảng trống trong hoạch định chính sách phát triển điện của Việt Nam và cuối cùng đã dẫn đến các đợt cắt điện luân phiên vào năm 2023. Ngoài ra vẫn theo BBC, công cụ đốt lò cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho ngành điện lực Việt Nam. Hàng loạt quan chức cấp cao của Bộ Công Thương và EVN đã bị khởi tố bắt tạm giam trong khoảng thời gian cuối năm 2023 và đầu năm 2024 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cuối cùng BBC cho rằng liên tục mất điện khiến nhà đầu tư nước ngoài ngán ngẩm vì phải chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi Việt Nam được xem là quốc gia có mức độ phụ thuộc vào FDI khá cao. BBC cũng chỉ ra một nghịch lý là dù đặt mục tiêu phát triển năng lượng xanh, nhưng thiếu điện khiến Việt Nam lại tăng cường sản xuất điện than. Việt Nam đã gia tăng gần gấp đôi lượng than nhập khẩu trong năm nay so với cùng kỳ năm 2023 vì mục tiêu không để thiếu điện vào mùa khô. Việt Nam là quốc gia tiêu thụ than đá lớn thứ 10 thế giới. Việc sản lượng nhập khẩu than đá gia tăng như vậy được cho sẽ làm tổn hại đến những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc cắt giảm việc sử dụng năng lượng hóa thạch và nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khủng hoảng điện do lỗi thủ tướng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất và nhanh nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Không thể để bộ chính trị thành con tin của công an. Ngày 27 tháng 5, nhà báo Trương Huy Sang, tức Huy Đức, đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi. Thời báo chấm trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Xem phim trưởng thì một đôi đũa, một lá bài trong tay cao thủ cũng có thể trở thành vũ khí. Nếu tư duy quy đồng mọi người là tội phạm thì có lẽ có ngày chúng ta phải ăn bóc vì đũa là vũ khí nguy hiểm một giáo sư luật nói khi theo dõi những sửa đổi trong luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo giáo sư, cách quản lý hiệu quả và văn minh là quản lý hành vi sử dụng gắn liền với cảnh không gian, ví dụ như mang những công cụ ấy đến bến xe, ga tạo. Rất đồng tình với giáo sư, nhưng tôi không chỉ tiếp cận vấn đề ở góc độ pháp lý, tôi suy nghĩ rất nhiều ở khía cạnh an ninh của người dân. Nếu định nghĩa như dự thảo thì gia đình nào của Việt Nam, đặc biệt là nông dân, mà không có ít nhất một công cụ thuộc danh mục vũ khí thô sơ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Và đây là hình tế trên Facebook của nhà báo Trương Huy Sang. Vài tuần trước, một vị lãnh đạo lão thành của ngành công an cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy báo đài đưa tin thanh tra Bộ Công an thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước. Và ông được một vị tướng về hưu giải thích đây là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng khi luật an ninh mạng đang được thảo luận một số đại biểu và chuyên gia pháp lý đã nhìn thấy tình huống này công an có thể vào trong nhiều ngành dù bằng tư duy quản trị quốc gia thông thường và hiểu biết của một người từng lãnh đạo ngành không ai hình dung công an có thêm chức năng ấy chúng tôi hiểu những khó khăn của các đại biểu quốc hội khi phản biện những chính sách những luật do bộ công an trình ngay cả chúng tôi khi lên tiếng góp ý cho những chính sách của ngành công an cũng thường nhận được khá nhiều khuyến cáo nhưng quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc, Việt Nam nên học Trung Quốc, những điều họ đúng, Bộ trưởng Công an không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi công an là công cụ của bộ chính trị, chứ không để bộ chính trị trở thành con tin của công an. Bộ Công an cũng không nên cấu trúc như hiện nay mà nên tách chức năng điều tra khỏi lực lượng cảnh sát. Và đây là hình một kỳ họp quốc hội. Quốc hội nên giám sát, đánh giá chủ trương, đưa công an chính quy về xã. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, không phải lực lượng công an đông mà đất nước an toàn hơn. Chưa bao giờ tội phạm phát triển phức tạp như vừa qua. Và nếu như lừa đảo trên mạng có yếu tố mặt trái của thời đại công nghệ, thì cướp ngân hàng là hiện tượng mà trước đây rất hiếm. Tôi tin nếu cắt giảm 2/3 và tăng lương lên gấp 3, không những an ninh sẽ được cải thiện, mà hình ảnh người công an trong mắt người dân cũng sẽ đẹp hơn cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý đất đai, dự án của ta hiện nay rất khó làm đúng. Rất ít ai ở trong hệ thống này đã từng ký tá mà dám tin rằng mình chưa làm gì sai. Hiện thực ấy đã khiến không chỉ có rất ít người đang vận hành hệ thống này không phải sống trong sợ hãi, không chỉ quan chức, nên tránh những điều luật khiến cho gần như mọi gia đình và phần lớn người dân đều có thể vi phạm. Đừng để thường dân cũng phải luôn nâm nớp, bất an không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi. Tôi tin giờ đây, Đại tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ, chứ không phải tư duy như một người nắm chắc bộ công an, đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của ngành. Sau những năm tháng ngào ngán, chứng kiến quan tham ăn không từ một cái gì, háo hức chờ những vụ bắt bớ. Giờ đây, cái đất nước cần là một giai đoạn thật sự thái bình. Cần những sửa đổi về thể chế để sao cho quan có thể tử tế khi còn tại chức, Dần có thể ngủ ngon khi nói và làm những điều ngay thẳng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Không thể để bộ chính trị thành con tin của công an. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.